Hôn nhân 42 năm của sao đường bá hổ Điểm Thu Hương, tài tử Hồng Kông Trần Bách Tường nhiều lần phá sản nhưng vợ ông không một lời trách móc. Nam nghệ sĩ đón sinh nhật 71 tuổi bên vợ, diễn viên Hoàng Hành Tú vào hôm 3 tháng 12 vừa qua. Theo trang HK01, vợ chồng sống trong căn hộ duplex ở khu dân cư đắt đỏ bậc nhất Hồng Kông, diện tích 371m2. Họ gắn bó như hình phơi bóng, luôn đi cùng nhau trong các buổi tụ tập bạn bè. Cả hai không phải lo lắng về kinh tế sau nhiều thất bại, Thập niên 1970, Trần Bách Tường dồn hết tiền kiếm được từ ca hát, đóng phim để đầu tư kinh doanh xưởng may mặc, nhưng vì thiếu kinh nghiệm quản lý cùng nhiều lý do, công ty phá sản. Bốn năm sau đó, ông lăn lộn giải phóng hàng triệu sản phẩm quần áo tồn kho, vớt vát tài sản. Trần Bách Tường tay trắng trở lại với công việc ca hát, đóng phim và làm MC, kiếm được nhiều tiền nhưng ông lao vào cá cược đua ngựa, lại phá sản. Năm 2000, diễn viên chi 10 triệu đô la Hồng Kông, gần 1,3 triệu đô la mở công ty giải trí, xong cũng thua lỗ, lại lâm cảnh nợ nần. 7 năm sau, Trần Bách Tường bị lừa mang tiền đầu tư vào một công ty làm ăn phi pháp ở Trung Quốc đại lục, tổn thất 40 triệu đô la Hồng Kông. Theo MP Quickly, vợ chồng từng có giai đoạn khôn đốn, vì áp lực kinh tế, Hoàng Hành Tú đóng phim liên miên, bỏ qua các dấu hiệu cơ thể bất ổn. Khi quay phim đầu thập niên 1980, bà thường đau bụng nhưng không đi khám vì sợ gián đoạn công việc của cả đoàn phim. Hai tháng sau, bà mới biết bị nhiễm khuẩn huyết, viêm phúc mạc dẫn đến có mủ trong buồng trứng. Bà phải phẫu thuật cắt tử cung bán phần, không thể mang thai. Tiếp đó, Hoàng Hành Tú phải phẫu thuật vì có khối u, bà từng gây trọc, còn 36kg. Sau phẫu thuật Hoàng Hành Tú trở lại làm việc, bà nói trên MB Weekly rằng Trước kia tôi không quá coi trọng tiền bạc, nhưng sau các cơn đau ốm, tôi hiểu không thể hít không khí mà sống, tiền rất quan trọng. Nhưng vì sức khỏe yếu, từng ngất trên trường quay, Hoàng Hành Tú thôi đóng phim theo đề nghị của chồng. Nam diễn viên chăm chút vợ, đồng viên bà tính dưỡng, tăng cường thể lực. Ông cũng gạt đi khi vừa nói muốn tìm cách có con, không muốn bà lo nghĩ chuyện con gái, tài tử tự sản bản thân trung thủy, tránh để vợ buồn. 42 năm qua, Trần Bách Tường không vướng tin đồn tình ái nào, trái ngược hình tượng háo sắc của ông trên màn ảnh. Hoàng Hành Tú cũng dịu dàng với chồng, theo HK01, mỗi khi Trần Bách Tường kinh doanh thất bại, bà không trách móc, đay nghiến. Đôi nghệ sĩ coi nhau là người quan trọng nhất của cuộc đời, cần được sẻ chia, chăm sóc. Trần Bách Tường từng gọi vợ là nàng tiên của đời ông. Hoàng Hành Tú hạnh phúc dù chẳng đường nhiều thăng trầm. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm kết hôn, bà viết trên trang cá nhân. 40 năm không phải quãng đời ngắn biết ơn vì có anh đồng hành